Chào các bạn đã đến với bản tin COVID-19 tỉnh Tiền Giang hôm nay. Thông tin được cập nhật từ 17 giờ ngày 20 tháng 11 đến 17 giờ ngày 21 tháng 11 2021. Theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong 24 giờ qua trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ghi nhận 143 ca mắc COVID-19 mới, giảm 100 ca so với ngày 20 tháng 11. Nâng tổng số ca mắc COVID-19 tỉnh Tiền Giang đến nay lên 23.867 ca. Trong đó đã điều trị khỏi 17.952 ca, chiếm tỷ lệ 75,2%. Ngày hôm nay cũng ghi nhận 6 ca tử vong, nâng số ca tử vong tỉnh Tiền Giang đến nay lên 474 ca. Hôm nay có 10 địa phương ghi nhận ca mắc COVID-19 mới là thành phố Mỹ Tho 53 ca, trong đó 9 ca ngoài cộng đồng và 42 ca trong khu cách ly. Huyện Châu Thành 24 ca, trong đó 4 ca ngoài cộng đồng, 20 ca trong khu cách ly. Huyện Cẩy Bè ghi nhận 36 ca trong khu cách ly. Thị xã Gò Công 3 ca, trong đó 1 ca ngoài cộng đồng, 2 ca trong khu cách ly. Huyện Chợ Gạo 5 ca trong khu cách ly. Huyện Gò Công Đông 15 ca, trong đó 11 ca ngoài cộng đồng, 4 ca trong khu cách ly. Thị xã Cai Lậy 1 ca ngoài cộng đồng. Huyện Cai Lậy 1 ca trong khu cách ly. Huyện Gò Công Tây 6 ca trong khu cách ly. Huyện Tân Phú Đông 1 ca trong khu cách ly. Hôm nay có một địa phương không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới là huyện Tân Phước. Như vậy trong ngày hôm nay có 26 ca phát hiện ngoài cộng đồng, được phát hiện là do tự đi khám và test. Huyện Châu Thành có 4 ca, huyện Gò Công Đông 11 ca, thành phố Mỹ Tho 9 ca, thị xã Cai Lậy 1 ca và thị xã Gò Công 1 ca. Tính đến 17 giờ ngày 19 tháng 11 2021, tỉnh Tiền Giang đã nhận được 2.558.840 liều vaccine, trong đó đã tiêm được 2.173.366 liều. Trong buổi làm việc với các tỉnh miền Tây Nam Bộ mới đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu thực hiện tiêm vaccine cho tất cả người trên 18 tuổi, không phân biệt độ tuổi, nhóm đối tượng, kế hoạch phải cụ thể từng ngày, gọn từng khu vực, trước hết ở những nơi có nguy cơ cao. Bộ Y tế chịu trách nhiệm phân bổ đủ vaccine. Trong công tác điều trị F0 tại nhà, Phó Thủ tướng chỉ đạo thiết lập hệ thống theo dõi y tế, kích hoạt mạng lưới thầy thuốc đồng hành để thăm khám F0 qua mạng, kết hợp với chăm sóc y tế tại chỗ. Việc thiết lập các trạm y tế lưu động căn cứ trên tình hình dịch bệnh của các xã phường để bảo đảm giám sát y tế đến từng người dân ngay tại nơi ở. Bên cạnh đó, các tỉnh thành phố phải cảnh giác không để dịch lây lan nhanh vượt khả năng điều trị của ngành y tế. Tăng cường giám sát dịch tễ, khi phát sinh ổ dịch thì phải phanh gọn, xét nghiệm thật nhanh, ngăn chặn lan rộng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đi từng ngõ gõ từng nhà, gà từng người nhằm quản lý chặt chẽ người từ nơi khác đến. Bản tin cập nhật tình hình dịch COVID-19 tỉnh Tiền Giang hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin. Hẹn các bạn ở những bản tin sau. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.